Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 14 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, cơn bão có gió mạnh đạt vận tốc 125 km/h đã san bằng hàng loạt ngôi làng ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Khoảng 200 người bị thương nặng đã được di rời trong cơn bão kèm theo lốc xoáy này. Đây là trận bão tồi tệ nhất trong suốt nửa thế kỷ qua tại Trung Quốc. Những bức ảnh được đăng tải sau khi cơn bão đi qua cho thấy khung cảnh ngổn ngang, đổ nát, ít nhất 98 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương nghiêm trọng trong trận bão lớn kèm theo mưa đá, lốc xoáy tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin hôm 12 tháng 8. Giống như tận thế vậy, tôi nghe tiếng gió mạnh và vội chạy lên lầu đóng cửa sổ. Khi gần đến nơi thì tôi nghe tiếng nổ kinh hoàng và những ngôi nhà khác đã bị cơn bão san bằng. Ông Tạ Lệ Điền, 62 tuổi, người huyện Phúc Ninh, tỉnh Giang Tô, miêu tả lại cảnh tượng cơn bão tàn phá nhà cửa trong khu vực. Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó đã ra lệnh cứu hộ khẩn cấp tại tỉnh Giang Tô. Nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc cũng bị mưa bão tàn phá nghiêm trọng trong suốt tuần qua. Lũ lụt là tình trạng phổ biến trong mùa gió mùa hè ở phía Nam Trung Quốc, nhưng năm nay, tình trạng mưa lụt lại trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Truyền thông quốc gia Trung Quốc hôm 10 tháng 8 đưa tin, ở các khu vực trung tâm, những cơn lũ lụt lớn đã giết hại 22 người và buộc 197.000 người phải sơ tán. Tổng thiệt hại kinh tế từ các đợt lũ trên là 540 triệu đô la Mỹ. Lũ lụt thảm khốc trên sông Dương Tử cũng đang tới, ít nhất 22 người thiệt mạng và khoảng 20 người mất tích sau khi một trận bão lớn đổ bộ vào Trung Quốc hồi cuối tuần qua, trong khi nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề bởi mưa lớn và lũ quét. Khoảng 200.000 người ở 8 tỉnh và khu vực miền Nam là Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Giang Tây, Vân Nam, Chiết Giang và An Huy phải sơ tán từ ngày 10 tháng 8 tới nay. Theo các bộ vấn đề dân sự Trung Quốc, mùa màng bị hư hại và hàng chục ngàn ngôi nhà bị sập. Ước tính thiệt hại kinh tế là 7,34 tỷ nhân dân tệ. Tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn từ hôm 10 tháng 8 khiến các con sông vỡ bờ, 5 trường hợp tử vong được ghi nhận ở khu vực này. Trung tâm Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt Trùng Khánh cho biết 1.197 người đã được sơ tán và 66 ngôi nhà bị phá hủy. Tại tỉnh láng giềng Tứ Xuyên, 4 người chết hôm 9 tháng 8 sau khi mưa lớn và lở đất khiến những ngôi nhà của các nạn nhân đổ sập. Vĩnh Ninh, một nhánh sông Dương Tử, trải qua đợt lũ lụt khủng khiếp nhất trong vòng 80 năm trở lại đây. Mực nước nhánh sông này tăng 1,43 mét so với mức an toàn. Tại tỉnh Quý Châu, lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu 8 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất, vốn bị ngập sâu sau cơn mưa xối xả hôm 9 tháng 8. Trong khi đó, tỉnh Hồ Nam ở phía Nam Trung Quốc ước tính thiệt hại khoảng 73 triệu nhân dân tệ, tương đương 11 triệu đô la Mỹ. Cách đây hơn một tháng, Tổng thư ký Ủy ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia kiêm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước, ông Lưu Ninh cho biết, rất có thể sông Dương Tử sẽ ngập lụt nặng ở vùng Trung Lưu và Hạ Lưu trong năm nay. Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức này cảnh báo, mùa lũ đã bắt đầu sớm hơn mọi năm. Cũng theo ông Lưu, Trung Quốc nhiều khả năng phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan do hiệu ứng El Nino xảy ra, dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8. Toàn bộ sông Dương Tử có lượng mưa tăng thêm 50%, riêng khu vực Trung Lưu tăng 50-80%. Hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino tương tự những năm 1997-1998 có thể khiến Trung Quốc hứng chịu trận lụt nghiêm trọng bắt nguồn từ sông Dương Tử và hai tuyến đường thủy chính ở đông bắc nước này vào mùa hè tới. Các nhà khoa học Trung Quốc dự đoán lũ lụt sẽ tràn vào cả Hồng Kông và Macau. Tổng thư ký Ủy ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia kiêm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước, ông Lưu Ninh cho biết rất có thể sông Dương Tử sẽ ngập lụt nặng ở vùng Trung Lưu và Hạ Lưu trong năm nay. Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức này cảnh báo mùa lũ đã bắt đầu sớm hơn so với mọi năm. Cũng theo ông Lưu, Trung Quốc nhiều khả năng phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan do hiệu ứng El Nino xảy ra từ tháng 4. Vào tháng 8 sắp tới, lượng mưa ở sông Dương Tử được dự báo sẽ tăng 10-50% so với các năm trước. Một số nhánh sông ở vùng Hạ Lưu có thể tăng 20-50% so với lượng mưa trung bình năm. Trong khi đó, dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8, toàn bộ sông Dương Tử có lượng mưa tăng thêm 50%, riêng khu vực Trung Lưu tăng 50-80%. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng Hồng Kông cho biết, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Dương Tử cung cấp khoảng 60% lượng gạo, 1/5 lượng bông cho toàn Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu lũ lụt quá nghiêm trọng, Trung Quốc nhiều khả năng phải nhập khẩu gạo từ các nhà xuất khẩu lớn của châu Á như Thái Lan và có thể là Ấn Độ.
Cách đây một tuần, các tỉnh phía Nam Trung Quốc bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây và Phúc Kiến hứng chịu trận mưa lớn khiến mực nước ở nhiều con sông tăng lên mức báo động. Cơ quan phòng chống lụt bão quốc gia đã điều động 4 lực lượng đặc biệt tới cứu hộ tại tỉnh này. Vào thời điểm đó, mực nước sông Gan, một nhánh sông Dương Tử ở Giang Tây, cao hơn mức giới hạn an toàn 2,52m. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã kêu gọi giới chức địa phương các cấp đề ra biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ ngập lụt ở các con sông lớn và hồ chứa. Hồi năm 1998, El Nino gây ra trận lụt tàn khốc kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm 1998. Kết quả, 3.004 người thiệt mạng và 220 triệu người trên khắp 24 tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng. Đây cũng được đánh giá là một trong 3 trận lụt nghiêm trọng nhất của thế kỷ 20. Các nhà khí tượng học từ lâu đã cảnh báo El Nino mạnh thường gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc. Vào ngày 8 tháng 8, Cục Thủy văn Phúc Châu của tỉnh Giang Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ lụt màu xanh vào lúc 7 giờ 35 phút ngày 8 tháng 8. Do chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn, dự kiến trong khoảng 1 giờ tới, đoạn sông Tử Giang thuộc thị trấn Kiến Sương, huyện Nam Thành sẽ xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo khoảng 1 mét. Trong 12 giờ tới, đoạn sông Lâm Thủy của thị trấn Phủ Bắc, quận Lâm Xuyên sẽ ở mức tương đương với mức cảnh báo. Trong khoảng 13 giờ tới, một trận lũ cao hơn mực nước cảnh báo khoảng 0,4 mét sẽ xảy ra ở đoạn sông Diên Kiều của thị trấn Ma Su, huyện Đông Hương. Mực nước hiện tại của đoạn sông Từ Giang tại thị trấn Tân Thành, huyện Nam Phong là 79,02 mét, cao hơn mực nước cảnh báo 0,52 mét. Mực nước hiện tại của đoạn sông Bảo Đường Thủy tại thị trấn Công Tây, huyện Lệ An là 83,1 mét, trên mực nước cảnh báo 0,6 mét. Mực nước hiện tại của đoạn sông Trùng Nhân tại thị trấn Ba Sơn, huyện Trùng Nhân là 54,14 mét, cao hơn mực nước cảnh báo là 0,14 mét. Cục Thủy văn tỉnh Giang Tây đã yêu cầu người dân và doanh nghiệp ở huyện Nam Thành, huyện Nam Phong, huyện Trùng Nhân, huyện Đông Tường, huyện Lệ An, các làng và thị trấn dọc theo bờ sông tăng cường phòng ngừa và tránh nguy hiểm trong thời gian tới. Do lượng mưa lớn 50 năm mới có một lần, mực nước sông Y chảy qua khu thắng cảnh hang động Long Môn tăng vọt, nước tràn qua lối đi cảnh quan du lịch. Khu danh lam thắng cảnh buộc phải tạm thời đóng cửa từ tối ngày 14 và dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 17 hoặc 18. Theo Lý Trung Nghiệp, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt Yihe, khu danh lam thắng cảnh Long Môn đã nhận được thông báo xả lũ từ hồ chứa Lữ Hàn ở Thượng Nguồn vào chiều ngày 12 tháng 8, với khối lượng xả là 1.380 m khối. Danh lam thắng cảnh ngừng bán vé vào lúc 17 giờ cùng ngày và đóng cửa suốt đêm các tour du lịch cùng một lúc theo kế hoạch kiểm soát lũ. Nếu lưu lượng vượt quá 500 m khối mỗi giây, danh lam thắng cảnh Long Môn Cross Tourist sẽ bị đóng cửa. Vương Thành Như, trưởng bộ phận lễ tân của Viện Nghiên cứu Hang động Long Môn cho biết, trong khu danh lam thắng cảnh ở điểm sâu nhất nước ngập có thể đến đầu gối. Tuy nhiên, dòng sông chỉ tràn qua phật đường nơi du khách đi bộ và cuốn trôi một số lan can nhưng không gây thiệt hại cho các di tích văn hóa. Hiện nhân viên đang theo dõi danh lam thắng cảnh 24/24 giờ. Lý Trung Nghiệp cho biết, vào chiều ngày 16, dòng chảy của sông Yihe vào khoảng 634 m khối mỗi giây và dự kiến sẽ giảm xuống dưới 500 m khối mỗi giây vào tối ngày 16. Khu thắng cảnh Long Môn sẽ được dọn dẹp vào ngày 17. Một số lan can bị trôi cũng sẽ được chặn bằng bao cát. Dự kiến khu thắng cảnh Long Môn sẽ mở cửa trở lại vào ngày 17 hoặc 18. Hiện tại đang là cao điểm mùa du lịch, mỗi ngày có 5 đến 6.000 du khách đến Long Môn động, mỗi ngày bán 5-600.000 vé. Năm 2003 và 2005, khu danh lam thắng cảnh Hang động Long Môn cũng tạm thời đóng cửa do lũ lụt. Hang động Long Môn là một trong 3 kho tàng nghệ thuật chạm khắc đá nổi tiếng ở Trung Quốc. Nằm bên bờ sông Yi, cách ngoại ô phía Nam Lạc Dương, tỉnh Hà Nam 12 km. Từ 20 giờ ngày 11 tháng 8 đến 21 giờ ngày 12 tháng 8, mưa lớn đổ xuống khu vực đô thị Lạc Dương và các vùng núi phía Nam. Tính đến nay, đã có hơn 200.000 người ở Lạc Dương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thưa quý vị, Trung Quốc liên tục chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Các thiên tai liên tiếp xảy ra tại Trung Quốc như nắng nóng, hạn hán, động đất, lở núi, sạt lở đất, mưa lũ tàn phá khắp nơi chưa qua, nay lại chịu thêm thiên tai do bão cát gây ra. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC cảnh báo, cơn bão cát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Tây Bắc nước này. Theo NMC, từ chiều đến tối ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương, bão cát quét qua các khu vực thuộc Tân Cương, Nội Mông, Ninh Hạ, Bắc Kinh, Thiên Tân, Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc và Cát Lâm. Tại nhiều thành phố trong vùng bị ảnh hưởng, bụi cuốn mù mịt làm giao thông ngưng trệ, người dân phải đeo khẩu trang kín mặt trước khi ra đường vì không khí ô nhiễm. Vào buổi chiều, đường chân trời ở thủ đô Bắc Kinh chuyển sang màu cam.
Một người dân nói với tờ South China Morning Post, không khí rất bẩn, chúng tôi cảm thấy như đang sống trong sa mạc. Những cơn gió mạnh thổi cát và bụi xuyên qua khu tự trị Tân Cương khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 10 mét ở lưu vực phía nam, tình trạng mất điện và giao thông xảy ra hỗn loạn. Trong khi đó, một đợt không khí lạnh sẽ thổi qua miền Bắc Trung Quốc dọc theo sông Hoàng Hà và Hoài Hải, khiến nhiệt độ giảm xuống 12 độ C kèm theo những cơn gió lạnh. Để cảnh báo mỗi khi thời tiết trở nên khắc nghiệt, cơ quan dự báo khí tượng Trung Quốc đưa ra 4 cấp độ, với màu đỏ là cực kỳ nghiêm trọng, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh dương. Tân Hoa Xã cho biết trận bão cát lần này được gắn mác cấp độ 4, ít nguy hiểm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ba bài tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.